đến như là một chất gây hại nếu nuốt hết và có thể hấp thụ qua da, mắt, da và đường hô hấp, có thể gây kích thích khi tiếp xúc với melanin. Nếu tiếp xúc lâu dài với melanin thì có thể gây ung thư và ảnh hưởng đến bộ phận sinh sản. Melanin chỉ thường thì nó chỉ được phép dùng trong sản xuất công nghiệp như là đồ chơi, đồ hấp, đồ gia dụng với nhiều đặc tính ưu việt như là tính chất dính cao, kháng nhiệt tốt, không bị đau mòn, không mùi vị. Ngoài ra là melanin nó còn được dùng để sản xuất da phân bón. Bên cạnh đó thì melanin còn được cho vào trong sữa. Do tính chất của melanin có độ hydrogen cao 66% khối lượng, là cơ sở để nhà sản xuất thiếu lương tâm nghĩ ra việc đánh khóe để kiếm lời bất chính. Việc cho melamin vào sữa thường được tiêu dùng và thường đã máy móc xét nghiệm về hàm lượng đạm, protein cao trong sữa, nhưng thực chất là không phải như vậy. Do hầu hết là các cuộc kiểm tra protein hiện nay vẫn căn cứ vào hàm lượng nitơ, khi thêm melamin vào sữa, chỉ số xét nghiệm sẽ cho thấy hàm lượng nitơ cao, gây hiểu lầm là lượng protein cao, nhưng đó chỉ là lạm xả vì nitơ trong melamin không có giá trị dinh dưỡng. Các bậc cha mẹ đã vô tình mua phải các sản phẩm nhiễm độc và yên tâm rằng đó là các sản phẩm có hàm lượng đạm cao gây cảm giác ngon miệng khi uống mà vẫn không biết mình bị lừa. Trẻ khi uống sữa melamin kéo dài rồi sẽ bị thiếu dinh dưỡng, nhưng tệ hại hơn là chất độc melamin sẽ tích tụ qua từng ngày, nó sẽ lắng đọng lại và gây hại cho cơ thể. Melamin đã từng bị phát hiện trong thực phẩm dành cho thú nuôi có xuất xứ từ Trung Quốc và gây chấn động dư luận vì làm cho hàng ngàn chó mèo tại Mỹ bị chết. Còn về việc melamin hình thành sỏi thận thì sao? Trong tài liệu mà WHO vừa công bố thì dựa trên những nghiên cứu ngẫu nhiên về thức ăn vật nuôi có nhiễm melamin với sự phát triển của sỏi thận và sinh phẩm chất sau đó ở chó và mèo, cho thấy rằng melamin và các chất cấu trúc tương tự như nó như acid cyanur có thể kết hợp với nhau tạo ra tinh thể với liều lượng cao đạt ngưỡng tập trung thì tinh thể này sẽ hình thành và gây tác hại. Những nghiên cứu tiếp theo trên động vật thì cho thấy khi chúng được cho ăn hỗn hợp của melamin và acid cyanur sẽ hình thành chất gắn trong máu thận và cuối cùng làm tắc nghẽn gây ra suy thận và hoại thận. Về độc tính melamin không được trao đổi chất mà nhanh chóng bài tiết qua nước tiểu. Tuy chưa có dữ liệu về độc tính của melamin qua đường miệng ở người, nhưng các nhà khoa học đã thấy các tác hại trên ruột. Tệ hại hơn là Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Ung thư IARC đã có kết luận rằng các bằng chứng trên động vật thí nghiệm cho thấy melamin có sản sinh chất gây ung thư